Hello anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Viettablet. Cách đây vài hôm thì mình có làm một cái video tổng hợp về những tính năng hay ho, những trải nghiệm mới mẻ trên phiên bản Android 11 Beta. Nhưng mà tại vì cái phiên bản này nó vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được chính thức, cho nên chúng ta chỉ có thể trải nghiệm nó trên những chiếc Google Pixel mà thôi. Đấy. Vậy thì khi mà chúng ta nhận được phiên bản chính thức rồi thì tất cả các anh em Samsung nha, có được xài Android 11 hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì theo thông tin mà mình nhận được ấy thì sẽ chỉ có một số những anh em xài những dòng Samsung nhất định mới được update lên Android 11. Vậy thì những anh em nào sẽ được nâng cấp lên Android 11? Mời các anh em cùng vào video. Như mình có nói thì hiện tại chỉ những dòng Google Pixel là có thể cập nhật được phiên bản 11 Beta. Nếu các anh em muốn trải nghiệm ngay bây giờ hay là trải nghiệm sớm nhất phiên bản chính thức này thì có thể qua Viettablet sắm ngay những chiếc Google Pixel. Mức giá ở đây đang rất tốt, mình sẽ để đường link ngay phía bên dưới cho các anh em. Từ đến nay Samsung vẫn chưa hoàn thiện xong phiên bản Android 10 tốt nhất. Nhưng mà thật bất ngờ khi mà mới đây thì trang Samfan đã tung ra hàng loạt danh sách những thiết bị Samsung sẽ được update lên Android 11 cùng với giao diện One UI 3.0. Theo như danh sách này thì chỉ những chiếc điện thoại từ năm 2019 trở về sau mới được update lên phiên bản Android 11. Còn những chiếc điện thoại như là S9, Note 9, S9 Plus đã 2 năm tuổi thì sẽ không được update lên nữa rồi, mà nó sẽ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ ở phiên bản Android 10 mà thôi. Theo các anh em thì liệu rằng đây có phải là động thái Samsung muốn công khai tử chiếc Note 9 huyền thoại này với chúng ta hay không? Các anh em hãy comment ngay phía bên dưới nha. Những cái tên có thể kể đến đầu tiên đó là các flagship cao cấp số 1 hiện nay của Samsung. Ở dòng S chúng ta sẽ có Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra và trong đó có cả những phiên bản 5G. Và nhẹ ký hơn một chút đó sẽ là S10, S10e, S10+, S10 5G và S10 Lite. Những chiếc điện thoại có màn hình gập như là Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip cũng sẽ có mặt trong danh sách update cùng với Note 10, Note 10 Lite, Note 10 Plus, Note 10 5G và Note 10 Plus 5G. Một lời khuyên cho các anh em đó là khi mà chúng ta lựa chọn mua Samsung trong thời điểm nhạy cảm như thế này thì tốt nhất là chúng ta nên mua những dòng S hoặc là dòng Note từ thế hệ thứ 10 trở lên để có thể được trải nghiệm Android 11 hay thậm chí là Android 12 về sau. Bởi vì những dòng Samsung nói chung và những dòng Android nói riêng đều cực kỳ nhanh chóng bị lỗi thời. Cho nên khi mà chúng ta đã nghĩ tới con đường chơi Android thì chúng ta nhất định phải mua những con máy ở vòng cuối để tránh bị thiệt thòi về sau. Ngoài ra những dòng Galaxy A hoặc M cũng không vắng mặt. Với dòng A, những con máy mang số hiệu từ A01 đến A90, dù là bản S, bản 5G hay là bản thường đều được nâng cấp. Galaxy M11, M21 và M31 cũng không ngoại lệ. Galaxy Tab S6 là cái tên cuối cùng được xuất hiện. Với những chiếc máy tính bảng của Samsung thì chỉ cần là S6, không quan trọng là S6 5G hay là S6 thường hay là S6 Lite gì cả, tất cả đều sẽ được update lên Android 11 cùng với giao diện One UI 3.0. Đây quả thực là một câu chuyện buồn cho những anh em đang xài Samsung Galaxy Note 9. Còn các anh em khác thì sao? Các anh em đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để đón nhận phiên bản Android 11 mới can này chưa? Hãy để lại ngay những comment phía bên dưới. Và cảm ơn các anh em đã đón xem video này. Nếu các anh em thấy video này hữu ích thì hãy để ngay một subscribe ủng hộ cho team media của Viettablet. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Dừng chân trên bến chiều lắng chiều.